Rồi anh trai ơi, từ từ thôi, lùi một tí nhá, lùi một tí để cẩn thận và con mẹt bây giờ. Ôi giời, đi, chẹn vào chân em rồi. Giời, đi, tiến lên đi anh ơi, tiến lên đi. Đấy, từ từ thôi. Giời ơi, rồi, tiến lên đánh lái hết sang phải. Rồi, lùi đi, lùi thẳng lái. Thẳng lái mà, cứ từ từ thôi, đừng có nhẹ ga, nhẹ chân ga thôi. Rồi, ui giời, trên này quá lái rồi. Thôi rồi, lùi đi. Đánh lái sang phải, rồi, lùi. Vâng, anh trai 99A biển Bắc Ninh mà thế nào là hát quan họ mà cứ như là ca Huế trên sông Hương thế. Vâng, anh trai lái Grand i10 thế nào mà trông chán đời thật thế. Ui giời ơi, cẩn thận xe máy, nó vào xe máy rồi. Ui giời, ui giời, vâng chị, chứ không phải anh. Tôi này cứ tưởng anh, thế hóa ra là chị. Nhìn cái lực dưa là tôi cũng đoán được rồi. Mà cái ông nhân viên cây xăng bán xăng nào cho chị này, thu nhập bất chính từ cái việc bán xăng cho chị, kiểm điểm lại bản thân đi nhá. Cứ để chị đầy bình rồi chị tham gia giao thông thì lại ảnh hưởng bà con chứ. Mà tôi không hiểu là chị là cấp bằng cho chị kiểu gì đây. Lái cái kiểu này thì không biết là cấp bằng kiểu gì đây thế. Này, chị lùi thẳng đi chứ không này. Ê, cẩn thận kia, đừng có đánh lái nữa chứ, kiểu vào xe máy giờ. Xe của ông nào đây, dắt ra đi không này, oạch đi giờ đấy. Dắt ra đi, dắt bay biến ra ngoài luôn. Này, giời ơi. Vâng, phải nói là rất khích đầu với chị em nhà mình. Hy vọng là chị là cải thiện cái kỹ năng lái xe của mình để tham gia giao thông cho nó an toàn hơn. Vâng, và các bạn đang xem video trên kênh YouTube Ừ Thì Xe. Video thì mang tính chất giáo dục để mọi người tham gia giao thông một cách nó an toàn hơn và pha lẫn một chút yếu tố hài hước. Nếu các bạn thấy video của mình có giá trị thì hãy nhấn nút like, nút đăng ký rồi nhấn nút hình quả chuông nhé. Rồi, tình huống tiếp theo. Một tình huống xảy ra tại một trạm thu phí, chúng ta hãy chú ý vào chiếc xe thư báo màu đỏ này. Ôi trời ơi, ui giời ơi. Vâng, không hiểu là ông đánh lái chuyển làn cái kiểu gì. Đang đi làn bên này mà ông phi qua cái vạch xương cá rồi là va chạm với chiếc xe con màu trắng. Vâng, rất may là chưa có thiệt hại gì về người, thế nhưng mà một cái tình huống mà hết sức não đỏ. Rồi, chúng ta cùng đến với tình huống tiếp theo, một tình huống mà chúng ta chú ý vào chiếc con xe màu đen. Bên tay trái màn hình của chúng ta có cái mũi tên đỏ đấy. Rồi, và chiếc xe đang chuẩn bị lên cầu. Bám đuôi sau là có một chiếc xe màu đen. Vâng, chiếc xe màu đen phía sau chuyển làn và có ý định định vượt lên. Thế nhưng mà chiếc xe đằng trước là cũng đang định chuyển làn rồi. Ê, không nhìn à? À, thế nên mà chuyển làn sâu thế. Ui giời ơi. Vâng, pha chuyển làn mà hết sức khó hiểu. Có cái giải phân cách cứng ở đây mà anh chuyển tận vào làn bên trong và va chạm với chiếc xúc cốc. Một tình huống mà hết sức náo đảo. Mà xúc cốc thì đọc ngược lại là cái gì nhỉ? Sóc... Thôi, bỏ đi. Rồi, chúng ta hãy lưu ý những cái tình huống như thế nhá. Rồi, tình huống tiếp theo là một chiếc xe con màu trắng. Xe con màu trắng thì vừa mới qua vòng xuyến, chúng ta xem chuyện gì xảy ra nào. Ôi giời, nhìn cái kiểu đi này là tôi thấy hình như là có tí nồng độ ở trong người rồi. Ui trời, thôi, chết rồi, có tí men, tí lá rồi. Thôi đấy, tôi biết ngay mà. Vâng, một cái tình huống mà đáng phải lên án với những ông mà lái xe mà trong cồn có người. Trong người có cồn. Đấy, vậy là xe máy đã đứng sát vào lề đường rồi mà cũng không thể tránh khỏi mấy cái thần cồn này. Một cái tình huống mà khá là bức xúc. Cho nên là thôi, tốt nhất là các bạn đã rượu bia thì không nên lái xe. Rồi chúng ta cùng đến với một tình huống thế nào nó cừu kiết nhiều thế. Đây, cao tốc này thành thất tốc mất rồi. Thật là cừu nhiều thế nhỉ. Ôi trời, 1 này, 2 này, 3 này. Ui trời, một đàn cừu. Ôi thế đếm cừu xong thì chắc là ngủ luôn đi thôi, chứ còn tham gia giao thông gì nữa. Cao tốc, cao tiết gì nữa. Cừu nhiều thế. Thế mà ông nào mà ông nghe phóng nhanh một cái là lại có món thịt cừu nướng ngay. Rồi, hy vọng là chúng ta không chăn thả gia súc ở trên cầu đường cao tốc nhé. Rồi, chúng ta cùng đến với tình huống tiếp theo. Một tình huống mà đang nhập nhọn tối. Chóe mắt thế. Ui giời ơi, cái ông xe con này. Vâng, một chiếc xe con màu trắng biển 81A Gia Lai. Ông ấy đã đi ngược chiều rồi này, còn bật đèn pha chói lóa. Rồi lại còn vượt ẩu đây. Bây giờ là lại còn thi gan tuế nguyệt à. Thế cái bác xe này bật pha lên để cho xem ai mới là người tỏa sáng. Đấy, ý thức giao thông nó buồn cười thật. Mong là bác thay đổi đi. Rồi, cái gì này? Ôi thôi, thế là mấy chị em đang nhảy múa cái gì ngoài kia, thế là ách tắc hết cả giao thông rồi.
Alo, vợ à? Ừ, anh đang về rồi, thế nhưng mà này vướng cái này không qua được. Ui giời, mắt xanh mỏ đỏ gì đâu em. Anh đang chờ trên cầu đây này. Có mấy chị đang búa máy quay cường ấy, anh còn chưa về được đây này. Đây từ từ anh về ngay, cái gì đâu. Đang đi làm về thì anh về ngay chứ làm gì đâu. Đấy, và em ở nhà là nó đang hò hét rồi đấy. Ui giời, ui giời, ui giời, ui giời. Đấy, em mà về ở đây nó ra em như ra cái món chanh này. Nó ra em như cái món chanh ra tay này luôn đấy chứ, thì sợ lắm thì giờ đấy, căng thẳng lắm rồi đấy các bác ạ. Các bác hãy nhớ nhấn like và nhấn nút đăng ký để cứu lấy cái tính mạng của em nhé. Rồi, chúng ta cùng đến với tình huống tiếp theo đi. Đáp số tình huống. Đây bắt đầu bà bán, ăn xin mà số thì có. Không bà nói thật nên là nhiều cháu không có tiền, ăn cái bún này trong máy như bà phải làm máy nhỉ. Đúng rồi, thế bây giờ gia nhập rồi, về WTO rồi, kinh tế thị trường rồi, bây giờ phải chuyển đổi số ngay thế này. Ăn xin thì ăn xin chứ đây cũng phải có quy giờ để quét cho nó nhanh như này, thủ tục nó nhanh gọn như. Chết cười với các bà đấy, các bà nhà mình bây giờ là xì tin xì khói lắm. Đấy, các cụ nó nắm vững những cái kiến thức mới lắm, giới trẻ làm sao mà theo được, làm sao mà được cái trứng khôn hơn vịt được chứ nè. Bà em còn hay có câu là tao là còn để ra chúng mày chứ. Vâng, tình huống giao thông tiếp theo đi. Chúng ta cùng đến với một tình huống giao thông mà một góc cam của một chiếc xe đang lưu thông trên đường, để xem là chuyện gì xảy ra nào. Vâng, phía trước đang cũng khá là đông rồi. Vâng, này sắp có biến rồi. Ui xài ơi, ui xài ơi, cái ông xe nửa tải này thế nào mà vượt ghê thế. Vâng, người ta vượt ngược chiều đây, ông vượt phải luôn. Vất rất may là chưa có chuyện gì xảy ra cả. Rồi, tiếp theo là chúng ta cũng đến với một tình huống. Đây là cũng ở trên cầu đây. Để xem có sự việc gì nào. Trước mặt đang rất nhiều xe ô tô. Và đây là ba cái làn ô tô này. Vừa nói xong nên một anh dài thế nào nè. Vâng, nói chung là người giàu thì luôn có lối đi riêng. Và đây anh này anh đi SH thì SH chắc là cũng có lối đi riêng rồi. Tuyệt vời. Rồi, tình huống tiếp theo đi. Ui giời, thế nào trái mắt thế. Ui giời, ánh sáng này quấy con đường thế nào. Ui giời, ui giời. Vâng, tham gia giao thông mà mấy anh cứ bật đèn pha thế này thì chịu rồi. Như thế nào. Rồi, chúng ta cùng đến với một tình huống tiếp theo xảy ra trên một đoạn đường cao tốc. Đây hình như là cao tốc Nội Bài Lào Cai hay sao ấy. Tôi đoán không lầm thì vậy. Vâng, chiếc xe con đang có ý định nhoi nhoi. Đấy. Ui giời ơi. Vâng, thế là đi vào cái điểm mù của xe đầu kéo. Vâng, thế là xe con đâu rồi. Nghe đâu mất tiêu rồi nhở. Vâng, các bác giữ kinh nghiệm là tình huống như thế nhá. Ơ, cái thằng Chiến nó đi đâu kia nhở. Chiến ơi, lại đi tao bảo. Ê, thì mày đi đâu đấy. Tao đi đằng này một tí thôi. Thế có chuyện gì. Thì tao thấy là dạo này mày hay làm trôi xe lắm nhá. Thế nào thế. Thì tao lái mới thì biết làm nào. Mà thôi tao phải đi đây chứ không đầu không khăn đít không khố thì dễ bị túm lắm đấy. Ui giời. Thôi. Mày đồng chí này xuống xe là xuất trình giấy tờ nhá. Ui giời. Không xe em xe nguyên zin đấy nhà. Không phải độ điếc gì đâu. Gãy đầu gãy tai. Anh ơi anh tha cho nó đi anh. Em mới đi từ đằng kia khoa. Ôi giời ơi. Đấy bạn mới chạy bè báo thế đấy chứ nè. Tao đã bảo đi rồi mày cứ gọi tao lại làm gì. Ui giời ơi. Vâng thôi, thế là cho xe về đồn ngay, gấp xử lý ngay. Thế là Chiến hôm nay là không đi chơi xe nữa, là bị túm xe luôn rồi. Đi cái quả xe tháo yếm này thì túm là đúng rồi. Đông đi ra để báo hại bà con nè. Đấy may là hình như phanh là cũng chưa phải phanh bluetooth như cái vụ gì đâu đấy. Nhức đầu thắt cho bạn mới bể. Rồi chúng ta cùng đến với tình huống tiếp theo đi. Thế nào đường ngõ bé mà chật thế. Được vướng cái xe chở gà mất rồi. Thôi lách qua đi, bác lách qua từ từ thôi. Đấy không cần va chạm giờ đây, lách qua từ 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 tốn. Ngõ này nó hơi bé thế nhưng mà ui. Thế nào bà nào mà giống bà Tân về lớp thế đấy chứ nè. Nhưng mà không phải. Thế nhưng mà bà đi xe đạp điện thế nào mà làm con cháu nó ghê hết cả hồn như nè. Vâng, rất may là chưa có chuyện gì xảy ra cả. Thế là chiếc xe đã lao đi thôi chứ chắc là sức một tí thôi.
rồi, chúng ta cũng đến với tình huống tiếp theo. Ui giời ơi, sáng tạo thế. Vâng, chỉ có những pháp sư Việt Nam mới nghĩ ra được những cái quả mà chở hàng hóa như thế này thôi. Nhìn rất hết đầu đây. Rồi, tình huống tiếp theo đi. Vâng, chúng ta cũng đến với một tình huống thế nào mà bác này chở cái gì đây mà sao nặng thế. Cẩn thận kìa, con này vướng đấy. Ui giời ơi. Ui giời. Ui giời, thế nào nó va chạm với cái cầu vượt rồi. Thôi, quả này thì thôi để nốm thôi. Cái chi tiết này thì khả năng là không dùng được nữa rồi, hỏng rồi. Thế nên trên này, vâng, bác này chắc là chưa có kinh nghiệm để trên chở những cái loại hàng hóa siêu trọng siêu trường như này. Thế nên trên này, rồi, bác lưu ý nhá. Rồi chúng ta cùng đến với tình huống tiếp theo đi. Một tình huống mà, ôi giấy, thế nào này. Chân đời ai oán thì bây giờ tôi mới nhìn thấy cái quả tắc như này đây. Vâng, một pha tắc mà rất giống một chiếc bánh hamburger rất nhiều tầng và nhiều lớp. Vâng, độc lạ ơi thì xem. Vâng, và những cái nội dung hay ho nhất thì mình đã gửi tới các bạn trong video ngày hôm nay rồi. Nếu các bạn thấy video của mình hay, có giá trị, bổ ích cho cộng đồng thì hãy nhấn nút like, nút đăng ký và nhấn nút hình quả chuông để ủng hộ ơi thì xem nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video lần sau. Xin chào.